đuôi thì nó cũng đẹp, nó không có xấu nha, nó cũng dẹp, nó cũng gọn, nó cũng không có xấu, cũng được. Rồi về cái đuôi dè, đuôi dè trắng bùng ở sau á. Ủa cái gì vậy trời, chạy hay gì vậy ta? Ủa này không phải chạy nha, ai vẽ cái gì mà dị hợm vậy trời? Mấy cái ông giao xe này thiệt tình luôn á trời. Nghĩ sao xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh Mạnh Mê Xe. Thì hôm trước có một bạn hỏi mình là anh ơi có mẫu Suzuki FE bánh mâm thắng đĩa màu đen nhám 2023 chưa anh? Đây nha bạn, bản này là màu đen nhám bánh mâm thắng đĩa, các bạn coi nè, từ phần nước sơn nè, đó rất là đẹp luôn. Để cho quay các bạn xem từ cái phần đầu trước nè, đó cái màu đen nhám của nó tem bạc và đỏ nha các bạn, đó rất là đẹp. Để mình kéo ra xa chút xíu, anh em thấy chưa? Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi chi tiết về phần màu sơn mới này nha. Thì đầu tiên là cái phần đầu thì sẽ sơn là cái màu đen nhám đó, bạn thấy không, màu đen nhám. Màu đen nhám thì nó sẽ không có bóng vậy các bạn, đó, nó là giống như cái màu cục than vậy đó, các bạn thấy không. Rồi kế tiếp nữa là cái phần mặt nạ, đây phần mặt nạ thì ở chính giữa thì nó là màu bóng nè, đó trên đây thì nó vẫn để là logo Yamaha nha mọi người. Ở phía trên đây nè vẫn để logo Yamaha, hai bên thì có hai cái đường tem, tem đen và bạc. Còn bên đây á là cũng như vậy, ngay chỗ này nó có một chữ GC màu đỏ ngay đây nha. Đó thì cái này là bản Suzuki 2023 thì nó vẫn như là mẫu 2022 thôi, nhưng mà có cái là cái màu nó mới hơn, còn về thiết kế thì nó vẫn như cái bản 2022. Xi nhan đây nha mọi người, đó xi nhan vẫn sử dụng là xi nhan halogen, đó bóng đèn con đó chứ không phải là led. Ở trên pha đèn thì vẫn vậy luôn nha, pha đèn thì vẫn là sử dụng bóng đèn halogen và hai bên thì có đèn sương mù nè, đó các bạn thấy không. Nhưng mà trên chiếc xe này á, thì mình nó sẽ không có tắt đèn được nha mọi người, đi ban ngày á, đèn nó sẽ luôn luôn sáng nha, chứ nó sẽ không có tắt đèn được đó, tại vì nút công tắc á, thì nó đã hủy rồi đó, giống như là nó khai tử vậy đó mọi người. Cái này mình nghĩ là các bạn có thể lắp rồi thêm vẫn được nha, mua cái công tắc của đời cũ á, lắp vô được nha, chế lại một xíu thôi là ổn rồi. Về phần về trước đó, đây về phần về trước là màu đen mờ luôn nha, đó tại vì mà xe này là màu đen nhám nên chủ đạo nó sẽ là màu đen hết đó. Xe thì cái bản này là bản GC thì nó sẽ là trang bị bánh mâm thắng đĩa nha mọi người, đó mâm là mâm 17 inch, heo dầu vẫn là heo dầu một piston. Thì bánh mâm á, thì nó giúp cho mình nó chạy nó đầm xe hơn và nó ổn định hơn so với lại bánh căm một xíu. Thì bánh căm thì nó rẻ tiền hơn 1 triệu, nhưng mà đổi lại thì nó không có đầm như bánh mâm nha. Và nhiều người ta thích bánh mâm đầm xe với lại mình vệ sinh nữa, nó dễ dàng hơn so với lại bánh căm nha mọi người, và nó bền hơn một xíu. Đó, về phần động cơ, về phần động cơ đó thì vẫn là 115cc nha mọi người, trang bị FE khung thân điện tử. Điểm trên xe này mà mình thích nhất đó chính là cái cục máy của nó. Mỗi buổi sáng á, mình đề rất là dễ nổ nha mọi người. Nó sẽ khác với lại Suzuki Sunker là chỗ đó, nhưng mà về cái mẫu mã thì Suzuki Sunker là được nhiều người chuộng hơn vì nó gọn hơn xe này. Nhưng mà Suzuki FE được cái là máy móc nó cũng mạnh và nó cũng rất là tiết kiệm xăng, mỗi buổi sáng đề dễ nổ. Đó, những cái yếu tố đó mình rất là thích trên con xe này luôn. Đây các bạn coi đây, chạy 100 cây mà tiêu hao nhiên liệu chỉ có 1.65 thôi, bình quân 1 lít xăng các bạn đi trên 60 cây lận, nó hơn hàng Suzuki thường tới mười mấy cây lận, rất là tiết kiệm xăng. Và ổ khóa của nó cũng có một cái bảo vệ chìa khóa của mình nữa, khi mà mình xuống xe mình chỉ cần bấm nó thôi, nó khóa lại như thế này để cho kẻ gian không thể nào mà chọt cái chìa khóa vô để bẻ lên được nha mọi người. Đó, khi nào mà mình đi á thì mình sẽ mở từ cái này mình mở lên. Ủa sao mà, ủa mở sao ta, ủa mở sao ta, ở đây à, có cái thức ngay đây nè các bạn thấy không, đó các bạn đẩy vô đây xây lên thôi là được đó, rất là dễ dàng ha. Lâu quá không mở mình quên luôn, mở cớp cũng rất là dễ, chỉ cần xây qua bên trái thôi là được đó. Về mặt đồng hồ chưa lột tem luôn nha mọi người, mặt đồng hồ thì đơn giản nhưng mà báo cũng đầy đủ những thông số mà chúng ta cần dùm, báo số km, tốc độ, rồi sạp số, rồi báo xăng,
như vậy cũng ổn rồi. Tại vì những dòng xe số thì nó sẽ không có thiết bị điện tử nhiều. Đó. Rồi, tới cái phần kính bẩn trong. Bẩn trong thì là màu bạc nha mọi người. Đó, bẩn trong của em nó là màu bạc. Mình bây giờ mình sẽ dòm từ phần sau dòm tới nha. Đó, dòm từ xa, dòm tới từ sau. Đó, rất là đẹp ha. Dòm nó cũng có một cái nét đẹp riêng của nó nha mọi người. Đó. Về phần ốp sườn thì là màu đen. Kéo dài xuống đây là có một cái đường tem của nó đây. Đó, tem màu bạc. Trên đây là chữ Sirius, chữ GC, logo nổi nha mọi người. Chữ GC là logo nổi nè. Đó, tem nổi nha. Thì phần dàn chân của nó vẫn là màu xám nha. Đó, lốc nồi với lại hộp xích đồ vẫn là màu xám hết, chứ không có thay đổi quá nhiều. Đó là đặc trưng của dòng xe da rồi nha mọi người. Đó, dòng xe số của xe da. Về phần đuôi nè, mọi người thấy không? Đuôi thì nó cũng đẹp, nó không có xấu nha. Nó cũng dẹp, nó cũng gọn, nó cũng không có xấu, cũng được. Rồi, về cái đuôi dè trắng bùng ở sau á. Ủa cái gì vậy trời? Chạy hay gì vậy ta? Ủa? Cái này không phải chạy nha. Ai vẽ cái gì mà dị hợm vậy trời? Mấy cái ông giao xe này thiệt tình luôn á trời. Vì sao cái xe người ta mà vẽ cái hình gì lên nó kỳ quặc thiệt chứ. Bởi vì mình giao cho mình nhận xe mà mình phải kiểm kỹ, chắc cái này là mấy đứa em mình nó kiểm nữa rồi. Chứ gặp mình kiểm mà có mấy cái này là mình bắt lỗi mình liền nha. Mình bắt cái này là phải lấy lùi vẽ lao liền cho mình. Chứ không thể nào để chiếc xe mười mấy hai chục triệu mà vẽ cái hình kỳ quặc lên cho người ta được. Thật, mình xem cái hình này mình rất là bức xúc luôn. Chơi gì đâu mà lớn mà chơi kỳ cục thiệt chứ. Vẽ mấy cái hình tàu lao mới lao. Thôi bỏ qua vấn đề đó nha mọi người. Về phần mâm sau thì trang bị là bánh mâm 17 inch luôn nha. Vỏ thì nó đều là xài vỏ có ruột hết nha mọi người. Đó. Mâm thì mình thấy nó chắc chắn hơn so với bánh căm. Cái điều đó là chắc sẽ là đương nhiên ha mọi người ha. Rồi phuộc thì nó sẽ là phuộc lò xo đen nha. Đó, phuộc lò xo đen. Về phần cốp nè, để mình mở cốp lên cho mọi người coi. Nhiều người là nghĩ cái cốp xe này nó cũng như Suzuki Sunker thì không phải nha. Cái cốp của nó thì rất là rộng hơn so với Suzuki Sunker một xíu. Cái này đựng có thể đựng được một cái nón bảo hiểm nhỏ nhỏ được nha mọi người. Nón bảo hiểm nửa đầu á là ok. Cái này là kính theo xe của nó này nha mọi người. Đó. Kính theo xe của nó đây. Cái này là sổ hướng dẫn sử dụng. Đó. Trên đây thì là cái bơm xăng của nó, bơm xăng trong bình xăng của nó nè. Còn cái này nắp xăng. À, cái này không cần nói chắc mọi người cũng biết rồi ha. Còn số khung thì nó nằm trong đây. Đó. Cốp thì đóng nhẹ nhàng, còn bao yên chưa mở luôn nha. Đó. Tổng thể cái xe này thì mình thấy là cũng được, đi phố nhẹ nhàng, đi xa cũng được. Đối với dòng xe này thì động cơ 115cc thì vận tốc tối đa thì mình có chạy thử một lần hết vận tốc của nó rồi cũng được khoảng 100 lẻ mấy nha mọi người. Nếu mà chạy nữa thì có thể lên thêm một xíu nữa, nhưng mà mình không có dám chạy. Tại vì mình rất là nhát tay nha. Mình sợ tốc độ lắm mọi người. Nhưng mà có những người, người ta chạy kéo cứng ga, hết ga hết số gọi chứ chung mà chạy rất là dữ. Những người đó là người ta gọi như là không có sợ tốc độ nha mọi người. Mình thì mình sợ tốc độ nên mình hạn chế chỉ được tới đó thôi. Đối với dòng xe này thì nó được bảo hành là được 3 năm hoặc 30.000 km nha mọi người. Đó, 3 năm hoặc 30.000 km. Và xe này thì nó rất là bền. Về mà cái độ bền đó thì mình thấy là sau mà khi sử dụng mà mua về á thì đại đa là chỉ có thay nhớt rồi lâu lâu xin ông dĩa mòn rồi mình thay xin ông dĩa rồi với lại vỏ lớp rồi thôi. Chứ không có thay gì nhiều mấy. Thì thường mà thay xin ông dĩa là phải chạy tầm khoảng từ 15 cho đến 20.000 mới thay. Còn vỏ lớp thì cũng tầm khoảng đó mới thay. Chiếc xe này thì hiện tại nó chỉ có khoảng 23.500 thôi. Nhưng mà các bạn có thể mua đi làm, đi chơi, đi phượt, đi xa vẫn ok bình thường ha. Tại vì nó là xe chính hãng. Mới 2023 nha mọi người. Thì màu đen nhám, mâm đĩa. Các bạn cần mua góp thì cứ liên hệ ngay cho Mạnh nha. Đối với dòng xe Sirius này mình mua góp mình chỉ cần trả trước tầm khoảng từ 2 triệu trở lên thôi là mọi người mua được rồi. Và thủ tục rất là đơn giản, cần chứng minh hoặc là căn cước công dân có chip là các bạn mua được rồi ha. Đó, thủ tục thì làm xong mình lấy xe luôn trong ngày nha, chứ mình không có chờ đợi hết. Làm hồ sơ tầm khoảng từ 25 cho đến 30 phút là xong rồi nha mọi người. Rồi, Hoàng Mạnh xin kết thúc video tại đây nha. Các bạn xem thì hãy cho Hoàng Mạnh xin một đăng ký để nhận
thêm những cái video tiếp theo Hoàng Mạnh sắp ra. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Hoàng Mạnh ha.